bây giờ đang là vào mùa rồi các bác ạ, thật sự là vào mùa rồi. Nên em Hưng về thêm rất là nhiều Innova. Các bác nhìn này, trước mắt khách hàng là hai chiếc xe Innova mà vừa mới cập bến bên em Hưng nhé. Đây là hai chiếc, chiếc này đời 2015, chiếc này đời 2014 này. Và một chiếc nữa đây. Một chiếc nữa của em Hưng là đời 2012 các bác ạ, 2012, đó là em Hưng toàn về đời cao thôi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết về chiếc xe 2015 trước cho khách hàng nhà mình xem. Biển Hà Nội, đời 2015 này thì em Innova này form dáng mới rồi, tất cả đều là số sàn và động cơ 2.0. Em đánh giá rất là cao về chiếc xe Innova 2015 này. Chưa cần biết là khoang động cơ máy móc như thế nào, một chút nữa em sẽ nói, nhưng chỉ cần nhìn cái hình dáng bên ngoài thôi là đã muốn xuống tiền rồi. Rõ ràng là Innova 2015 nhưng form dáng nó lại rất là chất chơi luôn. Lên bộ la răng thật sự đẹp luôn các bác ạ. Hệ thống phanh ABS này, dàn lốp rất là dày dặn và không hề bị mục mọt. 2015, 2007, 2007 của em Hưng đã không mục mọt rồi, 2015 em bao cho mình luôn nhé. Em này giá chào bán là 388-390 triệu thì xe vừa mới về, tầm đấy thôi. Con trước em cũng bán như vậy thì con này em cũng để như vậy luôn. Xin nhan trên gương này, đăng ký đăng kiểm này tháng 7 2023, tháng 1 2024, còn rất là lâu luôn. Đời 2015, gương kính thì liền đời rồi, quá là đẹp, thật sự là rất là xuất sắc luôn. Bác nào mà quan tâm về Innova thì nhấc máy liên hệ cho em Lê Hương đi ạ. Em sẽ để cho mình với cái giá yêu thương nhất. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Táp ni, táp lô, các bác nhìn này, form dáng mới rồi. Từ cái móc khóa này cho đến cái tệ bệ kỳ tì đây này. Ốp mạ chrome cao cấp nhìn rất là đẹp luôn. Dán cái mạ chrome này, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa. Không chỉ sở hữu được một dàn lốp đẹp, máy số zin đẹp, mà em này các bác nhìn này, có màn hình giải trí, ghế da cao cấp của nhà Innova, Toyota Innova đây. Củ số phanh tay, một chút nữa sang kia em sẽ quay chi tiết nhé. Sấy sưởi kính này, tắt bật cảm biến này, cổng sạc 12V, điều hòa mát lạnh hai vùng cho em. Rồi ôi, xuất sắc luôn, xuất sắc. Rất là ít khi dùng cái từ xuất sắc để tả một chiếc xe cũ nào, nhưng đây, phải nói chiếc xe này quá là xuất sắc luôn. Thảm phía dưới là thảm 3D, trên là thảm rối kết hợp với nhau, rất là sạch sẽ gọn gàng. Hàng ghế thứ hai của em Innova đời 2015 này em để ý nhá. Cái khoang hàng ghế từ khoảng cách từ hàng ghế thứ hai đến hàng ghế thứ nhất cũng rộng hơn và dài hơn so với đời 2012 và 2011 các bác ạ. Với cái chiều cao 1m70 nha em. Đây em sẽ ngồi lên. Mà các bác nhìn này, phải đến gần 40 phân nữa mới chạm từ đầu gối đến ghế của bác hàng ghế trước nhá. Thảm rối sạch sẽ rồi. Ghế da cao cấp, hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi luôn. Nhưng nếu mà con đi chơi thì nếu mà để em bé tầm dưới 15 tuổi ngồi thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ không bị kích đầu. Các bác nào lớn 1m78 thì ngồi phía trước ok luôn. Ba hàng điều hòa, đời điều hòa thì đến đời 2017, 2018. À, những dòng đời sâu hơn thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà em này form dáng mới rồi, quá là đẹp luôn các bác ạ. Đời 2015 số sàn 388 triệu. Đây là cái giá mà em vừa mới bấm thôi. Thật sự là giá vừa mới bấm luôn, xe rất là đẹp luôn. Nếu như mà em chót mà nó có nói rẻ hơn là các bác hời luôn đấy các bác ạ. Thật sự xe vừa mới về các bác nhìn này. Chiếc xe kia vừa em cũng quay rồi, tí em sẽ đăng lên cho mình xem nhé. Em này là đời 2012, em này đời 2015. Đã còn về thêm em Innova này nữa. Ôi dồi ôi, hôm nay là mùa của Innova, ngày của Innova rồi. Phía sau xe trang bị cho em hai mắt cảm biến cam lùi đầy đủ, biển Hà Nội xịn xò luôn. Biển Hà Nội xịn xò luôn các bác này. Cái mặt phía trước thì bác chủ cũng độ thêm nó là cái ốp gì đấy, ốp mạ chrome đây này, cái này cũ rồi vứt ra. Thằng nào nhìn nó sáng đẹp thế. Máng nước hai bên các bác nhìn này, zin đẹp luôn. Cái này em phải tăng tiền nâng cho thọ nhà em rồi, thì bắt được xe thật sự quá là ưng ý luôn. Thảm sạch sẽ luôn các bác nhé, thảm sạch sẽ luôn. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba này. Đây các bác nhìn đi ạ, từng con ốc phần lắp cốp không hề bị vặn mở. Phía sau trang bị hai mắt cảm biến đầy đủ cho em. Lốp sơ cua của dòng Innova này sẽ thiết kế tinh tế phía dưới nhá. Gầm bệ em cũng quay luôn cho mình. Nói không với mục mọt và nói không với đâm sâu ngập nước. Ở phía sau xe em này thì còn có độ thêm cái đèn này các bác nhìn này. Đèn ngang này, đèn hậu phía sau này, đèn báo rẽ trên cao này, gạt mưa này, rất là nhiều đèn luôn. Đời 2015 các bác nhìn chỉ số gương kính đây, xịn xò chất lượng như thế này. Không mua xe này thì mua xe gì? Nếu như Xpander nó lặng tiền quá, lặng gánh quá thì Innova 2015 trên 300 triệu thôi là các bác có thể sở hữu một chiếc xe đẹp như thế này. Phong cách hoàn toàn mới so với những dòng khác nhé. Phong cách hoàn toàn khác biệt luôn. Hàng
ghế thứ hai nó cũng dài và rộng hơn, thoải mái hơn so với dòng khác rồi, so với cái đời kia. Quá là chất lượng luôn. Đây, kệ tì tay chống mỏi này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh này, ghế da zin luôn. Cánh cửa, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin đẹp cho em. Vô lăng thiết kế 4 chấu, đồng hồ sắc nét, trần da 3D, 3 làn điều hòa. Ghế vẫn là ghế chỉnh cơ cho em Innova mà. Đấy, thụt lại cho dễ quay nào. Mở cửa sẽ cảnh báo này, cần số phanh tay này. Em này thì không biết bác chủ cũ dùng cái gì mà rất là thơm luôn, ngửi trên xe rất là dễ chịu. Em sẽ quay chi tiết từ khoang ngoại thất, động cơ, máy móc để các bác mình cùng xem nhé. Innova 2015 của em Hương đây. Từ những cái sticker này, những cái thông số về xe cũng còn nguyên đầy đủ cho em. Móc khóa này, sáng choang và đẹp luôn. Xi nhan tích hợp ở trên gương rồi. Một dàn lốp còn dày dặn, lại còn có thêm gì đây? La răng, thể thao, phanh ABS đây. Còn đây chính là khoang máy hay còn gọi là trái tim của chiếc xe. Quay trực tiếp lộ hết, phô hết ra cho mình xem. Zin đẹp cả xe luôn, các bác nhìn này. Động cơ máy móc đây. Từng con ốc hút chấm sơn QC còn nguyên bản cho em. Máng nước hai bên, hai phần thanh ngang đây. Không hề bị vặn mở các bác nhé. Đừng lăn tăn ạ. Em nói thật sự là đừng lăn tăn với chiếc xe Innova này của em Hương. Nó phải gọi là siêu xuất sắc luôn. 2015, 388 triệu. Đây nhá, các bác nhìn nhá, zin đẹp toàn xe là như thế nào. Nếu về những cái động cơ máy móc thì Innova là một trong những cái dòng xe thiết kế nó hơi rối mắt một chút, nhìn rất là khó. Nhưng mà chỉ cần em quay kỹ như này, các bác nhìn ra phát là máy số có zin có đẹp không, có đâm không. Từ những cái thanh ngang này, siêu xuất sắc luôn như thế này. Thì các bác nhìn thấy ngay. Vừa rồi thì em Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe Innova đời 2015 của em. Những bác nào quan tâm thì nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Còn đằng sau ngay bên đây là còn một chiếc xe Innova nữa đây. Hôm nay em Hương về rất là nhiều. Chiếc xe Innova này là đời 2014, số sàn 2014 các bác nhé, số sàn đẹp đây. Giá chào bán là 360 triệu nhưng ngày mai em sẽ quay chi tiết nhé, vì rất là nhiều xe, rất là nhiều xe đẹp Innova về đây. 2015 đây. Đánh xe vào rồi, quay xong em sẽ cho đánh vào để đi dọn rửa sạch sẽ cho mình. Còn đây là chiếc xe Innova 2014. Bác nào có tầm tiền kinh tế như thế nào và thích xe như thế nào thì nhấc máy liên hệ cho em Lê Hương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.